Bài ca rất hay đã được viết bởi một vị khách hàng sau khi sử dụng đôi đũa thần kỳ đem lại kết quả cho ông đã biết tặng cô Linh đi ngủ và đôi đũa thần kỳ. Tình yêu này mong giữ dài lâu, mang đến em đôi đũa thần kỳ, xin giữ cho hạnh phúc bên nhau. Em sống vui nét đẹp dài lâu, tình yêu đầu ta đã vì nhau, mang đến anh đôi đũa thần kỳ, đời sống vui hơn, nay chúng ta sẽ lại gần nhau. Linh đi ngủ mang đến cho bao người cuộc sống vui với đôi đũa thần kỳ, như bề trên ban phép là xuống đời, vui sống đẹp ta đều nhớ Linh đi. Đời vui vì đang sống tự tin, nay có trong tay đũa thần kỳ, ta sống trong đời sống an vui. Đũa này quá là thần kỳ. Mong giữ dài lâu, mang đến em đôi đũa thần kỳ, xin giữ cho hạnh phúc bên nhau. Em sống vui nét đẹp dài lâu, tình yêu đầu ta đã vì nhau, đến anh đôi đũa thần kỳ, sẽ ước mơ đời sống vui hơn, nay chúng ta sẽ lại gần nhau. Linh đi ngủ mang đến cho bao người cuộc sống vui với đôi đũa thần kỳ, như bề trên ban phép là xuống đời, vui sống đẹp ta đều nhớ Linh đi. Đời vui vì đang sống tự tin, nay có trong tay đũa thần kỳ, trong đời sống an vui. Đôi đũa này quá là thần kỳ, ta sống trong đời sống an vui. Đôi đũa này quá là thần kỳ. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta ai cũng hầu như là có bệnh cả, từ bệnh lớn, bệnh nhỏ, từ bệnh cấp tính, mãn tính, bệnh kinh niên.
và chắc chắn chúng ta đều phải hứng chịu những căn bệnh đó. Và nếu mà chúng ta có những cái phương pháp để mà giảm thiểu bớt những căn bệnh đối với chúng ta, thì chúng ta có những cách như là chúng ta xả stress, chúng ta thể dục thể thao cho cơ thể cường tráng hơn. Và một trong những phương pháp mà anh Hoàng nghĩ rằng rất hữu hiệu và giúp đỡ cho rất nhiều người trong những thời gian vừa qua, đó là đối đủ thần kỳ. Và bây giờ Khánh Hoàng xin mời quý vị đến với chương trình Đối đủ thần kỳ với chị Linh Đi Ngủ. Khánh Hoàng xin chào chị. Linh Đi Ngủ xin kính gửi lời chào đến tất cả quý vị và Linh Đi Ngủ xin mới gửi lời chào đến Khánh Hoàng. Trong những ngày tháng vừa qua thì chắc chắn mà cộng đồng Việt Nam chúng ta rất là xôn xao về sản phẩm này của chị. Một sản phẩm từ bên nước Úc, đá từ nước Úc nhưng mà phát minh từ bên Việt Nam và người Việt Nam phát minh và đã chữa trị rất là nhiều người Việt Nam. Và những chương trình hội thảo đối đủ thần kỳ của chị Linh Đi Ngủ cũng đã đi rất là nhiều tiểu bang, rất là nhiều thành phố và chữa bệnh cho rất nhiều người. Hôm nay chắc chắn chị cũng sẽ chia sẻ một vài địa điểm mà chị đã từng đi qua trong những ngày tháng vừa qua, phải không thưa chị? Dạ, cảm ơn quý vị cũng giống như cảm ơn Khánh Hoàng. Thật sự ra cứ mỗi một nơi mà Linh đi cũng giống như đũa thần kỳ, đi đến từng tiểu bang một thì hầu như là cũng mang đến rất là nhiều cái kỷ niệm. Mà thời gian vừa qua thì phải nói là mới gần đây Linh đi cũng có mặt ở tại Washington DC, Maryland, Philadelphia, rất nhiều nơi. Nhưng mà cái cứ mỗi một nơi như vậy cũng đều mang đến cái niềm vui, cũng giống như cái ấn tượng rất là lớn cho Linh đi, và cũng đã khích lệ tinh thần cho Linh đi rất là nhiều. Cũng giống như là Khánh Hoàng thấy trên hình ảnh là chị Ái Liên, chị Ái Liên là thẩm mỹ viện của thẩm mỹ viện Ái Liên ở tại Washington DC, vị trí nhà thì chắc có lẽ cộng đồng Việt Nam ở trên đó thì ai cũng biết, mà cái rất là hãnh diện cho Linh đi trong cái chuyến đi vừa rồi. Thì chị Ái Liên có là một vị khách mà đã vào và chỉ mua cái đôi đũa thần kỳ. Thì khi mà chị mới mua thì chị mua có được có một bộ thôi. Và đêm đó chị về chị sử dụng, thì qua ngày hôm sau chị trở lại chị mua 10 bộ. Thì cái hình ảnh như các bạn thấy 10 bộ để chị tặng cho bạn bè. Và chị có nói với Linh đi rằng là chị rất là vui, rất là ái mộ, bởi vì cái lối trị bệnh của đôi đũa thần kỳ là lối trị bệnh mà chị gọi là đi đường tắt nó quá lẹ đi. Chỉ là thẩm mỹ viện bên công ty chỉ có chế ra một cái loại máy mà ủi da, nhưng mà không ngờ mà đây là một cái công cụ trị bệnh mà chỉ cho chị rất là ái mộ, là rất là đơn giản mà chị hết bệnh. Nhưng mà một đêm chị sử dụng thì cái bọc mỡ mắt của chị cũng tan đi, và những cái vết nhăn tan đi. Thì chị đã giới thiệu cho rất là nhiều người, và cho đến giờ phút này thì chỉ làm charity, tất nhiên làm thiện nguyện thôi. Chỉ muốn chia sẻ đôi đũa thần kỳ đến cho rất là nhiều bệnh nhân, cũng giống như là những ai mà muốn săn sóc về sắc đẹp thì chị đã tặng cho Linh đi rất là nhiều. Và trong đó những cái món quà như quý vị thấy rất là quý, và một lần nữa Linh đi cảm ơn chị Ái Liên rất là nhiều đã tặng cho Linh đi món quà mà trị giá trên 20.000 đô như vậy. Thì phải nói là đây là một cái món quà mà nó khích lệ cho tinh thần rất là cho Linh đi rất là nhiều. Cảm ơn chị. Bữa nay chị Ái Liên trở lại và mua thêm 5 bộ nữa, thì Linh đi cảm thấy rất là vui và hãnh diện, không chỉ do Linh đi không mà cảm thấy rất là vui cái đôi đũa thần kỳ đã của mình lại thuyết phục được một chủ nhân nổi tiếng, một chủ nhân thẩm mỹ viện của tại vùng Washington DC này. Và Linh đi cảm ơn chị rất là nhiều, và chị có thể cho Linh đi biết là chị cảm thấy như thế nào và chị nhận xét như thế nào về đôi đũa thần kỳ, và cái nguyên do mà chị trở lại để mà mua thêm cái đôi đũa thần kỳ, năm bộ đôi đũa thần kỳ ngày hôm nay thưa chị. Dạ thưa chị Linh Đi Ngủ, tôi tình cờ đọc báo tờ báo Việt Nam tại Eden Center, rồi hôm qua tôi đến đây để gặp chị, không có ngờ phải gặp anh nữa, được anh chị chữa bệnh. Sự thật là tôi không phải có bệnh gì nhiều, nhưng mà cái bệnh này cũng lâu lắm rồi. Dạ, bệnh thứ nhất là bệnh ù tai. Dạ, rồi bệnh thứ nhì là bệnh nước mắt sống. Tôi làm nghề xâm thẩm mỹ, lúc mà tôi xâm cho người ta đó, xâm cho những khách hàng. Nhìn chú ý một chỗ thì nước mắt sống cứ chạy ra hoài. Rồi hôm qua tôi được anh với chị chữa bệnh ngay tại nơi đây, thì tôi cảm thấy nước mắt sống nó đi đâu mất tiêu rồi. Rồi còn cái điều thứ nhì nữa, hôm qua anh cũng chữa cho tôi cái bệnh mà nhăn mắt, nhăn mày, nhất là nhăn trán. Sự thật thì tôi cũng thẩm mỹ viện thì tôi cũng có biết cách chữa rồi. Nhưng mà hôm qua anh chữa một lần, rồi tối hôm qua tôi thức tới 12 giờ khuya, tôi cũng làm lại y hệt như cuốn phim của chị chỉ vậy đó. Thì tôi nhìn cái kiến chiếu lớp 5 lần,
để nhìn thấy cái nhăn nó có bớt không. Quả tình là cái nhăn trên trán với ở giữa cái nhăn trung đó, nó đi chơi mất tiêu 80%, còn một tí nị thôi. Dạ, rồi còn nữa, tôi cũng thức thiệt khuya để tôi tận dụng cái đôi đũa thần kỳ của chị. Tôi lăn dưới cái bàn chân là tại vì tôi bị tê chân lâu lắm rồi. Dạ, có đi bác sĩ nhưng mà cũng đi tới đâu hết. Rồi cái đầu gối tôi cũng bị đau nữa, rồi tôi lăn lên đầu gối. Thì quả nhiên hôm qua cái chân tê nó đi mất tiêu rồi. Rồi hôm nay, hôm qua tôi đi vẫn còn cả nhắc, thì hôm nay tôi đi tay tè, thấy cái chân nó hết đau luôn. Cái nó đau từ đây này, từ cái bắp đùi cho xuống dưới cái đầu gối. Đó là hôm qua tôi làm, tôi cũng kiên nhẫn lắm, làm cũng lâu lắm. Tôi thấy nó hôm nay nó đi chơi mất tiêu rồi. Yeah. Tức nhiên nó hết rồi. Thành ra cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Rồi cũng trong tại Washington DC, vì chị nhà trong cái nhà thờ mà đôi đũa thần kỳ làm hội thảo, thì có một vị, có một bác vào, con gái bác dẫn vào, con gái bác cũng nói là mỗi khi nói chuyện với bác rất là khổ sở, bác không nghe. Bị lãng tai hả? Bị cái tai của bác không có nghe, hầu như là không có nghe. Rồi khi mà trị liệu một hồi thì bác nghe rất là rõ, ai nói gì bác cũng nghe. Lên đi ngồi nói chuyện như Khánh Hoàng thấy ở trên cái hình ảnh, bác nói chuyện rất là vui. Và bác cảm ơn Lên đi rất là nhiều, cảm ơn đôi đũa thần kỳ. Thì qua những hình ảnh này thì phải nói là rất là vui, là cảm ơn trên đã cho Lên đi, dìu dắt Lên đi phát minh ra cái đôi đũa thần kỳ. Và chính tay Lên đi đã được trị liệu cho nhiều bệnh nhân mà Lên đi, những chứng bệnh mà Lên đi cũng không ngờ đến, rằng là cái đôi đũa thần kỳ của mình đã thuyết phục được nhiều căn bệnh đến như thế. Và hầu như mỗi cái căn bệnh nào mà quý vị đến Linh đi trị bệnh, là sau khi đi thì các vị cũng đều rất là vui. Và phải nói là càng ngày thì càng đông đảo quý khách hàng trên toàn thế giới mà biết đến đôi đũa thần kỳ qua những người bệnh nhân mà họ đã sử dụng đôi đũa thần kỳ. Những cái đá tại Việt Nam và đá Úc nó khác nhau như thế nào? Tại sao mình dùng đá Việt Nam thì nó không hữu hiệu bằng đá ở bên Úc thưa chị? Thật sự ra là Linh Điên là một người rất là may mắn đã được cư ngụ ở tại nước Úc. Và cái quốc gia Úc Châu thì trên thế giới không thể nào mà phủ nhận rằng cái nước Úc nó mang rất là nhiều cái khoáng sản. Và những cái khoáng sản gần đây nó tụ hình, nó rất là, phải nói là cái nguồn tài nguyên của nước Úc thì phải nói là trên thế giới phải công nhận. Và những cái khoáng sản gần đây nó rất là màu mỡ. Và chính vì như vậy là cái từ trường tạo từ những cái khoáng sản này nó rất là mạnh. Lindy không có dám mà phê chuẩn những cái quốc gia khác. Nhưng mà cái quốc gia mà Lindy đang sinh sống là Lindy một người rất là may. Mà Lindy đã làm cho nhiều nhà khoa học ở tại bên Úc Châu, họ cũng phải khâm phục, là sau khi mà cái Lindy chứng minh được là cái một cái loại đá mà tại quốc gia của họ mà tất cả những nhà khoa học họ cũng không có nghĩ đến và không ngờ đến, rằng đã bỏ quên đi rằng những cái khoáng sản và những cái từ trường, những cái luồng điện này mà giúp ích lên cơ thể của con người. Chính vì như vậy mà hiện tại bây giờ ở tại bên Úc Châu thì các viện dưỡng lão đều sử dụng cái đôi đũa thần kỳ. Cũng giống như là có một vài bệnh viện mà họ đã dùng cái đôi đũa thần kỳ của mình sử dụng sau khi mà những bệnh nhân của mình sau khi mổ thì họ đã dùng cái đôi đũa thần kỳ của mình để đưa lên để mà dịu bớt những cái cơn đau sau khi giải phẫu. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị Lê Nguyễn Ngũ rất là nhiều. Những bước chân chị đi qua, những nơi mà chị chữa bệnh cho các cộng đồng Việt Nam chúng ta ở các tiểu bang, thì sẽ giúp phần nào xoa dịu nỗi đau của tất cả quý vị. Và nếu mà quý vị chưa có dịp gặp gỡ chị Linh Đi Ngủ, gặp gỡ những buổi hội thảo của chị Linh Đi Ngủ, thì quý vị có thể sở hữu đôi đũa thần kỳ này bằng cách gọi số điện thoại và đặt mua ngay từ bây giờ với một giá thật đặc biệt gửi đến cho tất cả quý vị. Giá cả là một phần, nhưng mà phần quan trọng mà chúng tôi hướng đến đó là có thể chữa bệnh được cho quý vị. Lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đôi đũa thần kỳ với chị Linh Đi Ngủ và Khánh Hoàng. Yeah.